Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 5, 7. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4674, 1661, 4878. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4959. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 93854, 01856, 19796, 50225, 73634, 55328, 44936. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 42505, 35180. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77777. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 68124. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7266635. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 2, 6, 6, 3, 5.